phải đồng một lòng với nhau, phải cùng chung nhau chia sẻ với nhau. Tại sao các bạn thấy những người Do Thái họ đi khắp năm châu, họ đi đến đâu họ rất là đoàn kết, họ sẵn sàng chia sẻ với nhau, nhường cơm xẻ áo với nhau, nâng đỡ với nhau. Khi quốc gia và tổ quốc của họ cần kêu gọi, họ trở về họ lập quốc chỉ trong vòng 7 ngày thôi. Trong vòng 7 ngày thôi họ đã lập lên một cái quốc gia Do Thái. Và từ đó người Do Thái khắp năm châu bốn bể họ yêu quê hương đất nước tổ quốc của họ. Và trở thành ngày hôm nay các bạn biết đất nước Do Thái có chút xíu nằm ở Trung Đông, có chút xíu mà không lần nào dám đụng vô Do Thái. Họ rất là hùng mạnh. Tại sao cái người Trung Quốc họ đi khắp năm châu bốn bể mà khi đất nước của họ cần họ sẵn sàng trở về để đặng mà xây dựng cái đất nước của họ. Mà khi họ đi đến đâu đó họ đoàn kết với nhau, họ nhường nhịn với nhau, họ xây dựng cho nhau, họ giúp đỡ với nhau. Những cộng đồng của những cái dân tộc mà do thiểu số khác, tôi thấy họ sống đoàn kết và nói rất là tốt. Ngoại trừ cái cộng đồng của người Việt, nhất là cái đám mà chống cộng cực đoan, tôi thấy chúng nhau là vài bữa là thế nào cũng có chuyện. Bởi vì nhiều khi nhìn về quê hương đất nước của mình, lòng thấy cũng ruột đau chín chiều. Cho nên tôi thấy với sự lãnh đạo của đảng ngày hôm nay, với niềm tin chiến lược đã đổi mới và phát triển đất nước, đứng vững được trước các thế lực thù địch chống phá hơn 43 năm nay, và những các nước lớn họ cũng dìm hàng mình. Nhưng mà đảng ta lúc nào cũng phải nói là niềm tin chiến lược đối ngoại và đối nội rất là giỏi. Các bạn nhìn xem những cái công cuộc nổi dậy trong nước trong những ngày gần đây của cái nhóm mà tôn giáo, họ sử dụng tôn giáo trong cái mưu đồ chính trị đó để lôi kéo những người nhẹ dạ cả tin, để lôi kéo những người mà cuồng tín vào trong chính trị, những cái mưu đồ xảo quyệt của họ. Nhưng mà dưới cái sự lãnh đạo của nhà nước Việt Nam ta hiện nay phải nói là rất là tài tình, không sử dụng bất cứ một cái quyền lực nào để gọi là lên tiếng những cái thành phần đó, vẫn để cho họ có quyền để họ lên họ chửi và họ nói, rất là hay. Còn một số các bạn rất là bức xúc khi tại sao nó là chính quyền Việt Nam không ra tay, tại sao mình phải ra tay. Nếu mà chính quyền nhà nước Việt Nam mình mà ra tay đó thì sẽ trúng vào những cái kế thâm độc của những thành phần mà chống cộng cực đoan. Nó đang giật dây những cái người này, các bạn biết đang giật dây những người này, nó giật dây những cái ông mà cha đạo. Mấy ông này rất là ngu, mấy ông này vì đồng tiền mà tâm hồn điên đảo, vì đồng tiền đô la mà mấy ông mất đi hết những cái nhân tính, những cái đạo lý, vì đồng tiền mà mấy ông làm bôi nhọ cái đạo giáo của mấy ông. Tôi thấy làm đáng tiếc. Gần đây những người Công giáo ở miền Trung họ đã làm ra những cái sự gọi là tai biến rất là tệ hại, tệ hại vô cùng. Tôn giáo là niềm tin về, là cái niềm tin về tâm linh, để con người ta sống thướng thượng, để tốt đời đẹp đạo, để xã hội ngày một giảm bớt đi những tội ác, chứ không phải sự tôn giáo là để ra đó để sử dụng trong cái câu mưu đồ chính trị như một cái thuốc phiện để ru ngủ lòng người. Đó là sự ngu xuẩn, đó là sự ngu xuẩn của những kẻ mà lãnh đạo tôn giáo ngày hôm nay, sử dụng tôn giáo trong cái mưu đồ chính trị như cái liều thuốc phiện. Ở bên tiểu bang Arizona chỗ tôi ở, tôi rất là khâm phục cái ông linh mục ở, nếu các bạn mà sang Phoenix Arizona các bạn sẽ biết ông linh mục Công giáo này. Cái tiểu bang Arizona là mấy chục năm rồi, mấy ông mục linh mục khác về không có ông nào mà ông nào cũng tìm cách mà để xây dựng nhà thờ Công giáo. Người Công giáo đông lắm mà ông nào cũng xây dựng cũng không được, không nổi hết. Nó vấn đề mà tham nhũng tiền bạc. Nhưng mà sau này cái ông cha, tôi quên tên ông cha Thuận rồi, ông cha gì quên tên rồi ta, ông này rất là ngầu, ông này rất là ngầu. Ông về ông mua miếng đất, các bạn, ông mua miếng đất chỉ có 200 mấy ngàn, tôi nhớ 200 mấy ngàn,
mà người ta ông trả ông 5 triệu đô ông không bán. Lúc mà đất nó lên giá người ta trả ông 5 triệu đô không bằng. Ông xây dựng lên cái nhà thờ, ông cất cái nhà thờ mấy triệu tôi quên rồi, lớn lắm, ông cất giống như cái đình vậy, cái đình ở ngoài Huế vậy, ông là người Huế nữa. Ông cất đến nỗi mà bạn biết ông về Việt Nam đó, ông mua từ cái máy ngói, từ cái mọi thứ ông chở qua bên Mỹ đằng mà ông xây cái nhà thờ. Ông này ông yêu nước đến độ như vậy mà ông không có làm chính trị. Những người con, những người tín đồ đó, họ thương mến ông lắm. Các bạn biết ông làm đồ ăn, ông nuôi chó, ông bán. Ông nuôi chó ông bán mà ông kiếm tiền để đặng mà xây nhà thờ đó. Ông linh mục nữa. Các bạn biết ông về Việt Nam chở đồ qua mấy ông mà cộng đồng Arizona chống ông. Có lần tôi mấy ông đi biểu tình, lúc đó là mấy ông chưa biết tôi đâu, lúc đó tôi đi thả tiền đơn cờ vàng khắp mọi nơi luôn, chống ông linh mục này. Nói ông linh mục này là cộng sản, rất là vô lý. Tôi phải nói là khâm phục cái ông linh mục này. Và những người công giáo ở Arizona người ta ủng hộ ông mạnh lắm. Ông làm được là ông xây dựng lên một cái nhà thờ cực kỳ lớn, một cái nhà thờ đẹp lắm. Các bạn biết ông làm, ông chạm gồng rồi, từ cái gạch ngói rồi mọi thứ ông về Việt Nam ông chở qua mà. Rồi ông đi Việt Nam ông mua đồ ông đem qua ông bán nữa. Phải nói là cái ông này phải nói là quả thật là một cái người linh mục sống đạo đẹp đời, một cái người sống đúng với lại mà giáo lý của Kinh Thánh. Đó mới là một con người gọi là người đạo, người sống đạo. Chiếc áo nhà tu, chiếc áo không làm nên một cái người tu hành mà. Chiếc áo đó chỉ là nói lên cái anh là người đi tu thôi, nhưng mà nó đâu có nói lên cả một cái người tu hành trong một cái sự lãnh đạo của họ đâu. Phải nói là rất là nể. Tôi quên tên ông rồi. Lúc trước tại vì tôi cũng có mấy người bạn công giáo mà. Các bạn nếu mà sang zona mà Phoenix đó, hỏi ông cha nhà thờ công giáo là ai cũng biết ổng. Ổng kêu gọi là con dân, những người mà tín hữu, những người mà con chiên trong nhà thờ ủng hộ nồng nhiệt lắm. Ổng là ổng đã bày đủ cách đủ kiểu để đặng mà ổng quyên góp là gì, ổng bán, ổng làm bánh làm đồ, ổng kêu gọi con cái những người ở trong nhà thờ đó, mua đồ và bán, ổng làm đủ cách hết á. Những người như vậy mới gọi thật sự là sống đạo. Còn mấy cái ông mà cha đạo ở miền Trung hiện nay, một số mấy ông cha mà mấy ông linh mục mà đi theo đạo, nói đúng là mấy ông là gì đô la thôi. Mấy ông là gì đô la, làm như vậy thì cũng đỡ được cái gì đâu. Người đời người ta cười thôi. Mà mấy ông quên rằng đất nước Việt Nam là đại đa số là thờ cúng ông bà là Phật giáo. Mấy ông quên là như vậy. Mấy ông không thể nào biến cái miền Trung hay đất nước Việt Nam thành một cái đạo giáo của người công giáo được. Mấy ông không thể nào làm gì được. Ngày xưa ông Diệm đã từng có những cái mua đồ như vậy rồi, mà ông Diệm còn phải thất bại. Chính ngày xưa ông Diệm đã muốn biến cả cái miền Nam Việt Nam thành quốc giáo của ông ấy, nhưng cuối cùng lưới trời lồng lộng không thưa, ông ta không thể nào mà qua khỏi được bàn tay của Thượng Đế được. Vì tội ác của ông ta đã thấu đến trời cao. Cuối cùng ông phải trả một cái giá cho cả cái gia đình chị của ông. Các bạn thấy nên như vậy. Cho nên tôi không có muốn nói về vấn đề tôi không đả kích bất cứ một tôn giáo nào. Tôn giáo thì không có xấu. Xấu là chỉ có con người xấu thôi. Con người ta họ xấu nên họ mới lập ra những cái, họ mới làm cái tôn giáo cho nó xấu thôi. Cái giáo lý và cái giáo chỉ của bất cứ một tôn giáo nào nó cũng là tốt đẹp hết. Nó làm cho con người ta sống hướng thượng. Các bạn thấy người Hồi giáo cũng vậy, cũng có những người họ rất là tốt, họ sống rất là đẹp đời, tốt đạo đẹp đời, họ sống rất là tốt. Nhưng có những thành phần gọi là cực đoan, hiện nay nhóm công giáo Việt Nam họ cũng đang bị bước vào trong cái tình trạng này. Họ sử dụng những cái mưu đồ tôn giáo để đặng mà tẩy não những cái người, những người tín đồ, những người con chiên đó. Đó là cái điều đáng tiếc. Cuối cùng thì được cái gì? Hư không thì cũng được, xử là hư không thôi.
chính nghĩa bao giờ nó cũng là chính nghĩa. Anh không thể nào đem cái tà đạo của anh vào trong cái chính nghĩa được. Anh không thể nào đem cái tà đạo đó vào trong cái chính thống giáo được. Cái chính thống giáo lúc nào nó cũng là cái chính nghĩa, và nó rõ ràng và là như vậy. Cái giáo lý của nó là như vậy. Anh không thể nào mà dùng những cái mưu đồ để đằng trục lợi được. Nếu mà anh sử dụng những cái mưu đồ để anh trục lợi, và anh sẽ trả giá cho cái giá mà anh gây nên. Bằng chứng là gia đình ông Ngô Đình Diệm, các bạn thấy những giáo chủ mà tôn giáo, những người mà lợi dụng tôn giáo trong cái mưu đồ mà kinh tế và chính trị, các bạn thấy họ trả giá rất là đắt. Như ông James John, các bạn thấy ông này là một mục sư tinh lành ở Mỹ. Thế ông ta cũng sử dụng những cái mưu đồ tôn giáo để đặng mà thôi miên, rồi làm mình nếp có lấy cái người tín đồ đó. Và các bạn biết cả mấy ngàn người chết uống thuốc mà tự tử. Mỹ nó cũng có những cái tôn giáo rất là kỳ lạ, cái gọi là đạo cult. Cái đạo cult thì có, tôi nhớ năm 91 hay 9 mấy thì tôi quên rồi, 93 thì tôi quên rồi, tạm thời ở cái thập niên 90 đi. Cái nhóm đạo cult này các bạn biết, nó tin vào một cái gì rất là kỳ cục. Nó có giáo chủ của nó, lúc đó là sao chổi xuất hiện đấy, mà nhóm toàn là dân trí thức không chứ, toàn là dân bác sĩ kỹ sư trí thức luôn, đâu cũng ba mấy người. Nó mướn một cái khu biệt thự, cái trang trại lớn lắm. Nó vô đó nó mặc đồ giống như đồ công phu vậy, mang đôi dép với mỗi người xách theo một hành trang hành lý đấy. Vô đó xong rồi một người á là nó cho uống thuốc độc, là nó nói là nó sẽ chết, từ đây đặng nó lên nó gặp sao chổi, nó đang chờ đón nó đi. Các bạn thấy khi tôn giáo nó bị lợi dụng rồi vậy. Còn cái ông giáo chủ thì ông vẫn ở nhà, ông ngồi đó, ông khà khà cũng sống bình thường. Ở Mỹ nó cũng có nhiều cái tôn giáo kỳ lắm nha các bạn. Nó có một cái tôn giáo nữa, ở tại Texas đó, nó có cái tôn giáo gọi là đạo Satan, quỷ Satan. Ghê lắm. Rất là khủng khiếp. Rồi hiện nay nó có những cái tôn giáo cũng nổi lên, nó gọi là Science gì đó. Cái tụi mà này là tụi là nhóm của Hollywood nó lập nên. Mấy thằng giàu không á chứ. Rất kỳ lạ. Con người ta nhiều khi họ bị cuồng tính, nó bị cuồng á. Khi mà họ bị cái gì á, quái đản hay. Thế giới ngày nay nhiều khi nhiều con người nó rất là khủng khiếp. Cho nên ở trên đất Mỹ thì nó cũng có nhiều cái đạo giáo kỳ cục lắm. Như tôi nói các bạn, nó có cái tôn giáo thờ đạo gọi là Satan á, để Satan á. Rồi một cái tôn giáo nó gọi gần đây nó gọi là cái Science, cái lý trình gì của cái tụi bà Hollywood á. Còn bên cái nhóm mà tôn giáo ở Mỹ, nó có một cái nhóm nữa, nó gọi là đạo Mormon. Cái tôn giáo này nó cũng kỳ lắm. Nói chung mấy người này thì họ có cái chủ nghĩa đa thuê thôi, và họ hiền lắm. Họ có cái chủ nghĩa đa thê, họ lấy loạn xạ sàng ngầu hết, gọi là năm thê có cái chục vợ luôn, khủng khiếp, bó tay. Thì tôi chia sẻ tới đây chuẩn bị mất sóng rồi, tại tôi đi chơi. Bữa nay cuối tuần, bữa nay gọi là chiều thứ sáu cuối tuần, lái xe đi chơi. Và chỗ này nó chuẩn bị nó vô núi.